người nói phi pháp, theo đúng đúng tinh thần lời Phật dạy ở Tam Tạng Pali. Nó giống như bây giờ đưa một cái cục màu vàng cho quý vị có phân biệt được đây có phải là vàng thiệt hay là vàng giả không? Rồi đây là vàng bao nhiêu? Đây là vàng 14 hay là vàng 24? À, đây là vàng 4 số 9 hay là vàng 9 số 4? Làm sao để phân biệt? Mình phải có kiến thức về vàng ở một cái mức độ tối thiểu nào đó. Tương tự như vậy đó. Muốn phân biệt được đây có phải là chánh pháp hay không phải chánh pháp, chúng ta phải có một kiến thức tối thiểu nào đó để chúng ta lận lưng. Kiến thức tối thiểu ở đây là gì? Một, làm ơn làm phước đi học những cái lớp kinh tạng dùm sư. Bây giờ quý vị đang nói ở Tam Tạng Pali thì đi học những lớp kinh tạng Pali dùm sư, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi. Một tin vui cho quý vị là trong kinh của sư có những lớp đó rồi, mở những lớp đó ra mà coi. Cái thứ hai là tập cho mình khả năng tra cứu thông tin. Ví dụ như khi mà một vị sư nói về một vấn đề nào đó, sư ví dụ nhé, một vị sư nào đó nói là các hành là vô thường, nhưng mà có trường hợp đặc biệt, có cái thường chứ không phải cái gì cũng vô thường, có cái là vĩnh cửu thường hằng bất biến chứ không phải cái gì cũng vô thường. Thì ví dụ quý vị nghe câu đó, quý vị phải có khả năng tra cứu thông tin, tức là tìm ở đâu, tìm ở đâu. Mà nếu như mình tìm không được, mình phải có cái gan hỏi. Ví dụ như bạch thầy, bạch sư, sư hoặc là thầy nói cái thông tin này đó, con có thể tham khảo ở bài kinh nào? Chứ còn cái kiểu mà tra cứu thì không có khả năng tra cứu, giáo lý thì cũng không nắm, mà hỏi thì cũng không dám hỏi, cái đó ráng chịu à. Mà nếu như quý vị hỏi nãy những cái sư nói nãy giờ dựa trên tinh thần gì? Dựa trên tinh thần kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi Ngài Ananda hỏi đó, nếu như sau này có vị này này vị kia tuyên bố đây là lời của Đức Thế Tôn thuyết thì chúng con phải làm sao? Đức Thế Tôn nói: chớ vội tin mà cũng chớ vội bác bỏ, hãy đối chiếu với kinh và luật. Nếu như nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật thì đúng là vị này đã tiếp nhận chính xác lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nếu như nó không tương ứng với kinh và cũng không tương ứng với luật thì vị này đã không tiếp nhận đúng đắn lời dạy của Đức Thế Tôn. Đơn giản như vậy thôi. Mà nói đơn giản cũng không đơn giản. Tức là gì? Học. Đi học giùm cái nha. Không học thì không biết đường đâu mà mần. Rồi thứ hai là tập tra cứu thông tin. Thứ ba là mở miệng ra hỏi. Đấy. Rồi. Cái này quý vị nó giống như là bác sĩ vậy đó, bởi vì phải tập cái tánh, cái giống như bác sĩ. Bác sĩ á, nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì mình nhìn đâu mình cũng thấy sai, mình nhìn đâu mình cũng sợ sai. Bác sĩ là đi đâu cũng sợ vi trùng. Ông cậu xưa làm bác sĩ tiền á không cho cầm mà nhờ ổng cầm ổng phải lấy cái nhiễm gối vi trùng dơ lắm, người ta truyền qua truyền lại nó dơ vi trùng không bệnh này luôn. Anh nên sợ thì cái người học pháp mình cũng vậy, sợ học sai, giống như bác sĩ mà sợ bệnh sẽ dính vi trùng. Còn quý vị muốn biết đâu là chánh pháp này sẽ hát nha, thì quý vị phải biết tránh pháp TR, tránh pháp tức là tránh những pháp tầm bậy. Quý vị học pháp và cái gì diễn dồn vô đầu là thôi, biết tránh pháp, tránh TR, tránh đi. Chứ còn mà mình học đúng giáo lý, mình đọc cho quý vị 10 năm bây giờ học tới một mức nào đó tự nhiên quý vị bất tử. Ừ, nó bất tử không đúng, quý vị là miễn dịch với tà tà kiến.
đi nhìn cho tạc lắm, nó không vô. Nghe kêu nội mà những ai theo đạo, tôi có một cô Phật tử cũng là cô giáo của Nha Trang mới đầu biết, cái học cho lý một thời gian, giờ kêu bói toán mấy cái tào lao cổ đâu chịu đâu. Sao không có, tự nhiên không cần. Hồi xưa đó, hồi lúc đó mà kêu mà nắm đầu mà kêu mà đừng có tin này không chịu, nhưng mà bây giờ nắm đầu kêu tin là không tin nó vậy. Thì quý vị học cổ học đây cũng phải 4 năm, chịu khó học thời gian là tự nhiên. Mà mình chịu khó mình học là mình học, tôi bắt buộc quý vị phải học 100% đúng, chứ nếu mà mình học mà có sai á, nó khổ lắm. Chính vì mình không biết tránh pháp á, thành ra chính bản thân mình là phi pháp rồi, thì mình còn nhờ cái gì nữa để mình nhận biết cái phi pháp? Trong đầu mình toàn là phi pháp thôi, tà pháp tà kiến. Mình nói xin lỗi, mình nguyên thủy mà mình cứ cầu siêu với lý để cho mình giàu, trong khi mình không bố thí thì mình đi nói ai tà pháp nữa, rồi mình đi trách ai phi pháp. Mình nhận biết phi pháp khi mà mình đã trong đầu mình đã chánh pháp, trong đầu mình toàn chánh pháp thôi, thì mình mới biết được phi pháp. Còn như mà mình đầy tà kiến thì mình đừng, chính mình là tà kiến, chính mình là phi pháp rồi, thì mình làm lấy cái gì để mình tương đồng với phi pháp rồi, thì mình lấy cái gì để mình nhận biết đây là phi pháp? Sẵn thì sẽ nhắc luôn, nó có cái dạng giống như là những cái lu nước. Mình muốn đổ một cái nước vô để mình xài thì thứ nhất là cái lu đó nó không bị thủng, không bị bể, rồi cái lu đó nó không có bị đậy, nó không có bị đậy nắp, rồi cái lu đó nó không có chứa nước dơ đấy. Thì như vậy đó mình mới chứa cái nước vào để mình xài được. Tương tự như vậy, thứ nhất á, phải là cái người có khả năng lưu trữ, có khả năng ghi nhớ, có khả năng lắng nghe. Chứ còn mà mình nghe từ tay này mình đi qua tay Trí kia tuệ quên sạch nha. Đó. bắp vế, giống như À đồ để bắp vế đứng dậy đó. đó, đứng dậy quên nè là xong, thua. Cái đó không có nhớ được cái gì hết. Cái thứ hai đó là mình coi như có, đừng có đậy nắp, tức là gì, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Cái của tôi là nó vô thượng rồi, nó vô thượng, tôi chỉ thiếu cái tòa sen tôi leo tôi ngồi thôi, nó là vô thượng rồi, tôi không cần phải nghe gì nữa hết trơn á. Thì cái kiểu đó là thua. Đây là ở chùa, nó có ông ngày nào cũng vô chùa mà sư sư thấy là ổng chuẩn bị ổng xây cái tòa sen rồi, cho nên sư không nói gì nữa. Ai dám nói À nói cự á. đó, thành ra là cái kiểu mà mình đậy nắp lại đó là thua, là mình từ chối toàn bộ cái thế gian nó vào, tại vì mình chuẩn bị xây tòa sen rồi. Cái thứ ba đó là trong cái đầu của mình đó, mình phải dọn sạch cái những cái cặn bẩn, những cái tà kiến ra để mình tiếp thu giáo lý mới vào. Quý vị biết là cái hồi mà sư xuất gia đó, có một giai đoạn sư không dám nói gì hết, và sư nghi ngờ tất cả mọi thứ sư đang ghi nhớ. Tức là những cái trước giờ á, hồi trước khi mà đi tu á, là đi học đạo đủ thứ hết nha, tịnh độ rồi thiền tông rồi mật tông rồi đủ thứ tông nha, tìm hiểu đầy đủ hết. Mà chính bởi vì như vậy á, cái đầu mình á, nó lộn hầm bà lặng ở trong. Rồi tới một cái lúc mình không chắc là cái mình nhớ có phải chánh pháp hay không. Thành ra mình phải làm một cái chuyện đó là dẹp hết, dọn cho sạch, quét cho sạch. Sau đó đó mới tiếp thu cái giáo lý vào. Và khi đó mình xác lập một cái mốc. À bây giờ những cái giáo lý này bây giờ nè, bắt đầu là đúng chánh pháp nè. Và mình bắt đầu mình đi theo nó nè, từ từ nó cải thiện, nó cải biến. Rồi thì sau này khi mình nhìn lại những cái mình nhớ hồi xưa đó, mình mới biết là mình đúng hay mình sai. Chứ còn nhiều khi á, mình còn lưu trữ những cái cặn bẩn của những thứ xưa cũ á, rồi mình học cái giáo lý mới, giáo chánh pháp vào á, mình sẽ dùng cái lăng kính tà kiến đó mà mình nhìn chánh pháp. Sư gặp nhiều lắm rồi.
nha, cẩn thận cái chuyện đó.